Xin chào tất cả các anh chị và các bạn ha. Thì hôm nay thì khoảng mỗi ngày sẽ review và mở hộp cho các anh chị một cái sản phẩm. Đó chính là Good Night Plus, là một cái dòng sản phẩm hỗ trợ điều trị mất ngủ rất là hiệu quả luôn. Thì đây là một cái dòng sản phẩm vừa mới ra mắt trên thị trường và nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng nha các anh chị nha. Thì hôm nay thì khoảng mỗi ngày sẽ mở hộp và hướng dẫn và phân tích cho các anh chị cái cách dùng, thành phần công dụng của cái sản phẩm Good Night Plus này và hướng dẫn các anh chị cái cách thức phân biệt thật giả cái sản phẩm này nha các anh chị nha. Rồi trên tay em đây chính là cái sản phẩm Good Night Plus. Đó, thì một cái hộp như thế này nó sẽ có là 60 viên nha mọi người. Thì đây nè, ở trên hộp này, đầu tiên thì trước khi đi vào review cái vẻ bề ngoài của cái sản phẩm này thì các anh chị hãy lưu lại cái số điện thoại hotline, đó chính là số 0902752776 để được hỗ trợ trong bất kỳ trường hợp nào nha. Thứ nhất, thứ hai nữa là các anh chị hãy đăng ký kênh khỏe mỗi ngày để sau này khi mà có những cái sản phẩm mới thì các anh chị sẽ là người nhận được video đầu tiên. Đó, và bây giờ thì em sẽ review cho mọi người cái vẻ bề ngoài của cái sản phẩm Good Night Plus ha. Đây này, ở đây nó có chữ là Good Night Plus này, hỗ trợ an thần này, tạo giấc ngủ ngon do các trường hợp mất ngủ do nhiều nguyên nhân khác nhau. Một cái hộp như thế này nó có 60 viên. Đây là mặt đáy của sản phẩm nè. Đó, có mã vạch này, có số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng này. Đó, Good Night Plus thì nó sẽ có một cái tem. Đây, cái tem phản quang ha mọi người ha, tem chống hàng giả, mọi người thấy chữ chống giả không? Ở trên đầu sản phẩm cũng có một cái tem như vậy luôn, tem chống hàng giả ha mọi người ha. Đó, đây này mọi người thấy chưa? À, cái hộp này em đang mở ra rồi. Đây, cái hộp mới này này. Đây, đó, mọi người thấy chưa? Tem chống giả. Đó. Thì, đây, đó. Thì, mặt trên của sản phẩm có chữ Good Night Plus này. Đó, đây, 60 viên. Đây, mặt tiếng Anh của sản phẩm ha. Đó, mặt bên của sản phẩm thì ghi rất là rõ thành phần này. Thì thành phần của sản phẩm này là 100% từ thiên nhiên, không có tác dụng phụ nha các anh chị nha. Đây, cao câu đằng 60mg này, tương đương 360mg dược liệu này. Cao tâm sen 40mg, tương đương 160mg dược liệu. Cao bina 55mg, tương đương 225mg dược liệu. Cao ngót nhật, đó, một số những cái phụ liệu khác. Đó, mọi người xem thành phần của nó 100% từ thiên nhiên ha. Rồi công dụng là ở đây cũng ghi rất là rõ này, hỗ trợ an thần, tạo giấc ngủ ngon cho các cái trường hợp mất ngủ do nhiều nguyên nhân khác nhau, như là thay đổi múi giờ, à, suy nhược thần kinh, stress vân vân. Và liều dùng á, thì chúng ta sẽ uống 1-2 viên vào buổi tối trước khi đi ngủ 1-2 giờ cho hiệu quả tốt. Đó, và thực phẩm này lưu ý nó không phải là thuốc và nó không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, và chúng ta sẽ không sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào khi mà có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm ha mọi người ha. Đó, thì như vậy là cái vẻ bề ngoài của cái sản phẩm Good Night Plus. Còn cái hộp phía trong của nó này mọi người, em có mở ra đây rồi. Đây, đây, ở đây có cái tem nha, em rạch cái tem ra rồi. Thì phía trong nó sẽ có một cái hộp như thế này. Đây, đó, hộp này bằng nhựa nha mọi người. Ở phía trong nó kèm một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng nữa ở đây này. Cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng á, thì nó cũng ghi rất là rõ những cái thành phần như hồi nãy em chia sẻ với mọi người á, công dụng, liều dùng, đối tượng sử dụng, và có ghi rất là rõ cái thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm, đó chính là công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn y dược quốc tế. Đó, và sản tiếp thị và phân phối bởi công ty cổ phần Uda Pharma Việt Nam nha mọi người nha. Đó, rồi đây là cái hộp sản phẩm chính của chúng ta này. Đó, mọi người xem ha, nó là bằng nhựa nhưng mà nó thiết kế cũng rất là sang trọng như thế này. Đây, đó, to open push down turn. Đó, thì đây này, thành phần này, công dụng này, liều dùng này, 60 viên nè. Đó ha mọi người ha, trong này có mặt đáy của sản phẩm này cho mọi người xem luôn. Ví dụ cái lô này sản xuất là ngày 13 tháng 6 năm 2020. Đó ha mọi người ha. Rồi, thì cái sản phẩm này là một cái dòng sản phẩm mà nó hỗ trợ dưỡng tâm an thần và hỗ trợ điều trị mất ngủ rất là hiệu quả, bởi vì nó là cái sản phẩm cải thiện mất ngủ đầu tiên tại Việt Nam, ứng dụng thành công cái thành phần đó là hoạt chất đó là melatonin vào các cái loại thảo dược thiên nhiên. Đó, và Good Night Plus nó là kết quả đột phá, nghiên cứu đột phá sau nhiều năm nghiên cứu của phó giáo sư tiến sĩ Hồ Bá Do và Viện Thực phẩm Chức năng Việt Nam nha mọi người nha. Đó, và ưu điểm nổi bật của cái Good Night Plus này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái giấc ngủ nhẹ nhàng, không mệt mỏi. Đó, và Good Night Plus đã được nghiên cứu kỹ càng, kết hợp melatonin và các cái thành phần tự nhiên cho chúng ta một cái giấc ngủ sinh lý êm ái, không có cảm giác mệt mỏi, uể oải sau khi thức dậy. Là thứ hai nữa là nó là cái thành quả nghiên cứu lâu dài của giáo sư Hồ Bá Do, nguyên viện trưởng Viện Thực phẩm Chức năng Việt Nam. Và ngoài ra thì sản phẩm này còn được sản xuất tại cái nhà máy công nghệ cao
IMC Quang Minh là một trong những cái công ty sản xuất dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam nha mọi người. Rồi tiếp theo nữa là cái thành phần của nó thì tự nhiên lành tính, nó duy trì giấc ngủ ngon ổn định bền vững, không gây lệ thuộc nhờ các cái thành phần dược liệu và hỗ trợ phục hồi thần kinh rất là khỏe mạnh nha mọi người nha. Đó thì cái sản phẩm này là một cái dòng sản phẩm rất là hiệu quả và một số những cái người nổi tiếng người ta sử dụng nè, ví dụ như là nghệ sĩ nhân dân Công Lý nè, rồi nghệ sĩ nhân dân Lan Hương nè. Đó, rất là nhiều người diễn viên nghệ sĩ sử dụng ha mọi người nha. Thì cái sản phẩm này á thì là một cái dòng sản phẩm mà những cái ai mà đang có những cái triệu chứng về mất ngủ, ngủ uống bất kỳ cái gì cũng không ngủ được thì chúng ta sử dụng cái này nha. Đó, cái này rất là hiệu quả luôn á mọi người. Rồi thì bây giờ khi mà lấy hàng về thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách thức phân biệt thật giả nha. Đây chính là cái hộp hàng chính hãng của chúng ta còn nguyên vẹn khi mà lấy về. Đầu tiên mọi người thấy cái chữ Good Night không? Nó phải ánh xanh lên như này, nó phản quang màu xanh lên như này mọi người thấy không? Và hai cái tem á, hai cái tem này mọi người thấy chưa? Đó, hai cái tem này, đó mọi người thấy nó óng ánh lên không? Nó phản quang đó, nó phản quang bảy màu đó. Như vậy là này có cái logo của IMC là cái công ty mà sản xuất ra cái sản phẩm này á mọi người. Thì đó là hai cái điểm dấu hiệu nhận biết đầu tiên ha. Thứ hai nữa là chúng ta hãy đao cái phần mềm iCheck về nha mọi người. Đây, phần mềm iCheck đây. Chờ một lát lấy cho mọi người xem này. Đây. À. Nhấp vô. Nó quét. Thì nó sẽ hiện ra là thực phẩm sức khỏe Good Night Plus, giá của nó là 790.000. Tại vì là hiện tại thì công ty chưa có đóng tiền cho iCheck nên nó sẽ hiện ghi là màu dòng chữ màu đỏ như thế này. Nhưng mà không sao nha mọi người nha, khi mà chúng ta quét ra như vậy nó hiện cái Good Night Plus nên lệ là được rồi. Như vậy là đảm bảo hàng chính hãng. Và quan trọng nhất là chúng ta hãy kiểm tra cái tem này nè, nó phải là cái tem phản quang nha mọi người nha. Đó, đó, được chưa? Phản quang như vậy hả? Rồi cái chữ Good Night nó phải quảng phong màu xanh như vậy là chính hãng nha mọi người nha. Rồi, như vậy là hôm nay là Khỏe Mỗi Ngày đã mở hộp và review cho các anh chị một cái dòng sản phẩm mới về cái hỗ trợ điều trị mất ngủ. Thì các anh chị nào mà đang gặp những cái nhu cầu bị vấn đề như là bị nhức không ngủ được, mất ngủ triền miên, mất ngủ lâu năm, đó do tất cả những cái yếu tố ví dụ như là bị stress, rồi bị thần kinh, rồi căng thẳng, rồi do lớn tuổi, rồi do jet lag tức là lệch múi giờ, thì chúng ta có thể sử dụng thử cái sản phẩm này ha mọi người ha. Một cái dòng sản phẩm khá là ok ha mọi người. Rồi xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp ạ. Xin chào.